Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chương trình là phần tin an ninh trật tự. Cuối chương trình là các phóng sự. Công an xã và bảo vệ dân phố góp sức bảo vệ an ninh trật tự. Trí thức buôn làng Tây Nguyên phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động. Bây giờ, kính mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Một đối tượng chống người thi hành công vụ trốn truy nã qua nhiều tỉnh thành vừa bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Đắk Lắk bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Khánh Hòa. Đó là Nguyễn Đông Phương, trú tại xã Chư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2017, một tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ea Đờ Rơng, huyện Chư Mờ Ga thì phát hiện Nguyễn Đông Phương điều khiển xe máy theo hướng thành phố Buôn Ma Thuột đi thị xã Buôn Hồ, chạy quá tốc độ nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, Phương không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình đâm thẳng vào tổ công tác. Chưa dừng lại, hắn còn vòng lại thêm hai lần nữa, rồi đâm trực diện và dùng chân đạp vào tổ công tác. Đến 16 giờ cùng ngày, tên Phương cùng một nam thanh niên chưa rõ danh tính, cầm theo một cây dao rựa điều khiển xe máy đến tìm tổ công tác để gây sự. Tại đây, nam thanh niên chưa rõ danh tính cầm rựa chém nhiều nhát vào hai xe đặc chủng của tổ công tác, gây thiệt hại trên 26 triệu đồng. Sau khi gây án, tên Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương và liên tục thay đổi chỗ ở qua nhiều tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa, hòng tránh sự truy lùng của cơ quan công an. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng lãng phí của Công an tỉnh Đắk Lắk, thì trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, qua hơn 12 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đã có hơn 110 vụ án, với trên 250 bị can bị khởi tố điều tra, xử lý. Để khởi tố điều tra làm rõ hơn 110 vụ án, xử lý trên 250 bị can tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí và truy thu những tang vật phương tiện liên quan, lực lượng công an các cấp trên địa bàn Đắk Lắk đã nhận được sự giúp đỡ, tin báo, phản ánh tích cực của các cơ quan báo chí và công dân. Qua thực tế cho thấy, các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được phát hiện nhiều là liên quan đến buông lỏng quản lý trong sử dụng, mua bán đất đai, lâm sản trái phép, bớt xén tiền, gạo, quà hỗ trợ cho người nghèo ở các thôn buôn, xã vùng sâu, vùng xa. Rồi các vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ trong các công ty, nông, lâm trường, trường học, bệnh viện, ngân hàng, cơ quan, đơn vị sự nghiệp công. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Công an tỉnh Đắk Lắk còn tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phát hiện xử lý nhiều cán bộ chiến sĩ vi phạm nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, qua tổng kết công tác này trong 12 năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Phần lớn các vụ việc tham nhũng, lãng phí được phát hiện chậm, quá trình điều tra xử lý lâu, nên các đối tượng có thời gian để tẩu tán tang vật, chuyển hóa tài sản, phi tang tài liệu, chứng cứ, nên kết quả truy thu tang vật tài sản còn quá ít so với hậu quả các đối tượng đã gây ra. Đó chính là hạn chế lớn nhất mà Ban Chỉ đạo của Công an tỉnh Đắk Lắk đã nêu ra, nhằm tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý và truy thu tang vật tài sản trong các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí có hiệu quả cao và nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017 đến nay, lực lượng công an xã cùng với các ban bảo vệ dân phố đã có nhiều nỗ lực
đóng góp công sức trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự và phòng ngừa các vi phạm ngay từ cơ sở các thôn buôn và tổ dân phố. Để góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, từ năm 2017 đến nay, lực lượng công an xã và bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tham gia vào việc quản lý nhân hộ khẩu ở các thôn buôn, tổ dân phố, giúp cho việc đăng ký thường trú và cấp đổi sổ hộ khẩu hơn 67.600 hộ với trên 292.300 nhân khẩu, đăng ký tạm trú cho 2.446 hộ với 8.734 nhân khẩu, khai báo tạm vắng cho 4.987 lượt người và phối hợp tổ chức hơn 1.600 lượt kiểm tra nhân hộ khẩu, kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề. Qua đó đã phát hiện hơn 500 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 200 trường hợp và xử phạt hành chính nhiều trường hợp. Trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh đã góp sức cùng cấp ủy chính quyền, công an cấp trên tổ chức 1.450 buổi họp dân, qua đó 197.482 lượt người tham dự. Cũng qua các đợt họp dân, đã kết hợp đưa 201 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự ra kiểm điểm, lập hồ sơ đề nghị và vận động hơn 50 đối tượng đi cai nghiện ma túy bắt buộc. Các lực lượng cơ sở đã tổ chức 5.643 ca tuần tra ngày đêm với hơn 30.000 lượt người tham dự. Qua đó, đã kịp thời ngăn chặn xử lý hơn 100 vụ trộm cắp, tụ tập đánh nhau, ma túy, gây rối an ninh trật tự và góp phần vận động thu gom gần 500 khẩu súng săn, súng tự chế, hơn 400 viên đạn các loại. Thì chúng tôi đã kết hợp với hội đồng giáo sư, hai cái giáo sư đó là giáo sư Kim Châu và giáo sư Kim Hòa, tổ chức phát động và vận động tuyên truyền về công tác ma túy, tất cả các kết hợp trong các cái buổi giảng lễ của các nhà sư. Chúng ta phải khẳng định rằng là hội đồng giáo sư người ta hoạt động nó có một cái chất lượng rất là cao, trong đó là đa số là người giáo dân, mà đặc biệt là họ có một cái buổi, các cái buổi sinh hoạt đối với thanh niên, thiếu niên và tập trung riêng, họ có những cái buổi tuyên truyền về cái tình hình an ninh trật tự trong khu giáo dân, cho nên tình hình ma túy ở trong cộng đồng tôn giáo thì ít hơn. Đến năm 2016 thì chúng tôi đã được Ủy ban nhân tỉnh tặng bằng khen về công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có việc là thu hồi súng, thu hồi vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hiện nay bây giờ thì cũng không còn đáng kể gì nữa. Để đảm bảo về vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn và đẩy lùi tệ nạn xã hội chẳng hạn như xì ke, ma túy, cờ bạc, rượu chè, hút chích và một số thanh niên quấy nhiễu và một số phần tử xấu để lạm dụng về vấn đề là chính sách tôn giáo và sắc tộc để mà phá tình hình chính trị của xã hội. Thì phụ cấp thì nó không đáng gì bao nhiêu, kinh tế gia đình thì khó khăn nhưng mà cũng đem hết tâm huyết và nhiệt tình để mà phục vụ cho bà con để mà bình yên trong cuộc sống. Từ năm 2017 đến quý 1 năm 2018, lực lượng công an xã và bảo vệ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 2.424 vụ việc với 2.097 đối tượng. Qua đó đã phân loại giải quyết theo thẩm quyền 940 vụ việc với 1.345 đối tượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệu tập gọi hỏi răn đe trên 2.000 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự, tổ chức bắt 61 đối tượng phạm tội quả tang, bắt 36 đối tượng thuộc diện truy tìm, truy nã. Ông vào đây làm gì? Ông đi từ đâu đấy? Ở đây chỗ nào? Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2018, được nhân dân tin báo giúp đỡ, các cơ quan ban ngành đoàn thể phối hợp, lực lượng công an xã và bảo vệ dân phố cùng công an các cấp trong tỉnh đã điều tra làm rõ hơn 310 vụ án xâm phạm trật tự xã hội, bắt xử lý 575 đối tượng các loại, triệt phá 37 tụ điểm cờ bạc mại dâm với 198 đối tượng, bắt vận động 38 đối tượng truy nã đầu thú, thu hồi tang vật tài sản khoảng 1,75 tỷ đồng trả lại cho nhân dân và nhà nước. Với sự đóng góp công sức và những kết quả quan trọng đó, trong đợt tổng kết công tác công an xã, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 và quý 1 năm 2018 vừa qua, có 34 tập thể và 65 cá nhân công an xã và bảo vệ dân phố đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ngay từ cơ sở.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, lâu nay các thế lực thù địch và các đối tượng phản động vẫn luôn lợi dụng mạng Internet để rêu rao, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, chống phá Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm. Bởi vậy, đối với mỗi công dân Việt Nam, mỗi khi vào các trang mạng xã hội cần phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo phân biệt và phải góp sức vào việc phản bác lại những luồng thông tin xấu độc đó. Phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn một số ý kiến, sự chia sẻ của một số trí thức người có uy tín ở Tây Nguyên. Ở Tây Nguyên, sau những chuyện buồn từng xảy ra những năm 2001, 2004, 2008, đã được cả hệ thống chính trị dốc sức giải quyết cho đến nay, phần lớn đồng bào các buôn làng đã ổn định làm ăn. Còn rải rác một bộ phận nhỏ do nhẹ dạ cả tin, mơ hồ ảo vọng nên vẫn bàng quan, dao động hoặc có người mắc mưu nghe theo những luận điệu xuyên tạc, kích động chia rẽ của các đối tượng xấu, phản động phun rô lưu vong. Trong đó có nhiều thanh niên, học sinh do thiếu sự trải nghiệm, chưa có đủ nhận thức, bản lĩnh chính trị nên khi vào mạng Internet dễ bị bao vây, lung lạc giữa vô vàn thông tin xấu nhiễu, độc hại và phản động. Còn đối với những văn nghệ sĩ, trí thức là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên thì khác. Họ có những quan điểm, suy nghĩ rất rõ ràng và có tình cảm thiêng liêng sâu sắc từ trái tim mỗi khi nói về cội nguồn, quê hương, đất nước, tổ quốc Việt Nam thân yêu của mình. Đất nước sau khi giải phóng thì kỳ đầu cũng có nhiều khó khăn, mà sau khi có cái sự đổi mới như là do Đảng đề xướng và lãnh đạo thì đất nước chúng ta đã có một sự thay đổi, tôi nói là lớn lao. Và tôi là người bán địa đây, tôi đi nhiều nơi, đặc biệt là trong vùng Tây Nguyên thì tôi cũng đi nhiều. Đấy, cái sự thay đổi thì nó vô cùng lớn lao, cũng từ cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước ấy, như là đồng bào như là các cái vùng Tây Nguyên, là các dân tộc miền xuôi miền ngược đã có cái sự đoàn kết gắn bó để thay đổi một phát triển trên tất cả lĩnh vực. Cái đời sống trước đây ấy, nó còn hết sức là lạc hậu, rất hết sức là chậm tiến. Thì trước đây nếu mà chúng ta còn thiếu ánh sáng thì thiếu trường học, thiếu bệnh viện, thì nhờ có cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng cũng như là của nhà nước, từ thực hiện cái định canh định cư, đời sống bà con rõ ràng là có sự như là phát triển to lớn, vượt bậc, để xây dựng các cái nhà cho những người nghèo và đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì bây giờ ấy, hầu như là các buôn làng riêng ở Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk, đi nhiều vùng, nhiều nơi tôi thấy là đã có một sự thay đổi hết sức là cơ bản, hết sức là lớn lao, như là điện đã tới các thôn buôn, thậm chí là cả vùng xa cũng đã có điện. Và trường học cũng thế, mà bệnh viện, tức là trạm xá, các đơn vị nhỏ nhỏ, các xã, các phường đã phục vụ sức khỏe bà con. Thành cái đời sống nó đã có sự thay đổi rõ rệt như thế. Trong cách mạng đó mà, bây giờ cũng có những người là cách mạng chân chính, rồi cũng có người là chống phá cách mạng. Và những cái phần tử này họ luôn luôn tìm cách chống phá cách mạng nước ta, chống phá cái nhà nước ta, chế độ ta và chống phá cuộc sống bình yên của dân tộc ta. Họ là những người nghe theo cái âm mưu và các thế lực thù địch của các kẻ phản động, thì không thể là như trước đây như là trực tiếp đối mặt. Chứ bây giờ họ tìm cách dùng mọi thủ đoạn, trong đó có thủ đoạn lợi dụng cái mạng xã hội để phụ được mà tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật để chống phá ta. Cái mạng xã hội như là một cái chợ trời thông tin, tức là trong đó nó có những cái thông tin mà nó không phải là chính xác, không đúng sự thật, không có trung thực như yêu cầu báo chí truyền thống. Trong cái âm mưu mà diễn biến hòa bình của thế lực thù địch, họ rất lợi dụng cái phương tiện này, tức là họ tung những cái tin thất thiệt, tung những tin xuyên tạc, bóp méo sự thật đối với chủ trương đường lối chính sách của Đảng ta để họ chống phá ta. Thì với chúng ta, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những giới sinh viên, học sinh, những người có học thức, trước tiên là phải chịu khó tìm hiểu, nghiên cứu các cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng. Từ đó như là chúng ta phải biết chọn lọc, thấy cái đúng cái sai, tức là những cái luận điệu nào mà chống phá Đảng nhà nước, chống phá cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, đi trái ngược với lợi ích dân tộc, trái ngược với cái lý nhân dân cũng như là cái thuần phong mỹ tục của dân tộc ấy, thì nên biết phản bác những cái không đúng, sai sự thật
chúng ta phải đấu tranh lại, phải chỉ hết ba một con thế cho những người khác biết rằng cái đó là không phải là cái thật, cái đúng. Đó là chỉ là tuyên truyền xuyên tạc kẻ địch thôi. Lâu nay tôi rất là trân trọng sự cống hiến của lực lượng vũ trang đối với cộng đồng các dân tộc tại Đắk Lắk cũng như tại Tây Nguyên. Lực lượng vũ trang đóng một vai trò không nhỏ, và họ không chỉ là bảo vệ an ninh tổ quốc, không chỉ là bảo vệ trật tự an toàn xã hội, mà còn lại khẳng định cái việc cùng với cộng đồng chia sẻ và trải nghiệm, đồng thời phát huy trong những cái lễ hội, trong các cái kỳ liên quan đến các sự kiện của tỉnh cũng như là các sự kiện trong cộng đồng các dân tộc. Cần phải có một cái hiểu biết nhất định để chúng ta lựa chọn nên đọc thông tin gì. Có những thông tin sai lệch về lực lượng công an nhân dân, kể cả ai đó xuyên tạc thì chúng ta phải đủ tỉnh táo để chúng ta giữ được bản lĩnh của mình, và sẽ có những cái phản biện để cho thế hệ tiếp theo hoặc là ai đó khi nghĩ sai về những vấn đề đấy thì chúng ta phải cùng nhau tìm ra cái cách nào đó để người ta hiểu về cống hiến của lực lượng công an nhân dân. Chứ còn đừng bao giờ thấy một cái biểu hiện nhỏ, những cái hành động nhỏ mà sai lệch thì chúng ta cho là bản chất cũng như đó là quy chụp hết toàn bộ cho lực lượng công an nhân dân, thì đấy là một cái sự sai trái. Khi mà có một cái biểu hiện nào đó của một người mà chúng ta lại quy chụp và chúng ta tung lên trên mạng thì chúng tôi cũng rất là buồn. Cái đấy là không phải là bản chất, đấy không phải là toàn bộ lực lượng vũ trang đều như thế, mà đó là những cái hiện tượng bình thường khi ai đó nằm trong những cái lĩnh vực khác nhau để lựa chọn cái ứng xử hoặc là ứng xử chưa phù hợp. Thì khi mà chúng ta cho rằng nó liên quan đến một hệ thống thì nó sẽ không đúng. Chính vì thế cần phải nhìn nhận đúng và đừng nên lấy cái hạn chế của một ai đó để quy chụp cho toàn thể, cho cả chính quyền, cho cả địa phương hoặc là cho cả cộng đồng, thì đấy là điều không nên. Đây có lẽ là lần thứ ba tôi được tham gia viết về đề tài người công an nhân dân. Thực lòng mà nói, nghe các đồng chí, các đơn vị phát biểu cái hoạt động của đơn vị mình, tôi thấy rất là cảm phục. Bởi vì có lẽ là người dân người ta chưa hiểu nhiều về lực lượng công an nhân dân. Họ chỉ thấy những cái hiện tượng tiêu cực, nói thẳng ra là ở ngành giao thông thôi. Nhưng mà lại làm cho mọi người có một cái ấn tượng nó không được tốt. Mà quả thực là nếu nghe các đồng chí thể thì có rất nhiều những điều mà cái lực lượng văn học nghệ thuật chúng tôi chưa phản ánh được, những cái tốt đẹp của những người giữ bình yên cho cuộc sống. Thậm chí là có những tấm gương mà hy sinh cả thân mình mà cũng chưa được nói đến. Tôi hy vọng rằng là cái cuộc vận động sáng tác về cái đề tài công an nhân dân nói chung và công an Đắk Lắk nói riêng có những bài viết tốt, không chỉ là nêu được những cái tấm gương tận tụy của những người công an mà còn tác động tới được quần chúng nhân dân để người ta hiểu được những cái việc làm thầm lặng các anh các chị, những người bằng cái nghiệp vụ của mình góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Trên đây là những lời bày tỏ quan điểm, suy nghĩ, tình cảm chân thật được chia sẻ từ cuộc đời đầy trải nghiệm, từ sự thật hàng ngày, tai nghe, mắt thấy của những trí thức, người có uy tín của buôn làng Tây Nguyên. Và đúng như vậy, những năm qua, ở trên khắp đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, từ đô thị, biển đảo, biên cương, đến từng buôn làng vùng sâu, vùng xa ở Tây Nguyên này, với sự đoàn kết chăm lo làm ăn của đồng bào các dân tộc, với đường lối đổi mới, chủ động mở cửa, hội nhập sâu rộng và sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước về mọi mặt, đã và đang làm thay da đổi thịt đến từng khu làng, ngõ phố. Không chỉ phát triển mạnh mẽ về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo, mà cả về quốc phòng, an ninh cũng được toàn đảng, toàn quân, toàn dân chung sức giữ gìn ổn định. Nhất là từ năm 2016, sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 đến nay, bằng sự quyết tâm chính trị cao độ, và rất nhiều hành động, việc làm quyết liệt trong việc phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, Đảng Chính phủ ta đã củng cố xây đắp mạnh mẽ hơn lòng tin của nhân dân, của dư luận xã hội
vào sự nghiệp cách mạng và tương lai phồn vinh, tươi sáng của dân tộc, của một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và luôn có trách nhiệm cao vì sự ổn định, hòa bình, tiến bộ, phát triển chung của loài người. Chính vì vậy, trong dòng phát triển dâng trào, lan tỏa như gió nguồn thác lũ đó của đất nước, cùng với xu thế hợp tác, hội nhập thực chất, tích cực trong khu vực và toàn cầu, thì những lời rêu rao kích động, những luận điệu xuyên tạc cũ rích của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, lưu vong, bất mãn, cơ hội còn mơ hồ ảo tưởng đó, thì chỉ như những tiếng kêu lạc điệu của những kẻ đã đánh mất cội nguồn. Và chỉ như những thứ rác rưởi cần phải nhấn chìm xuống đáy sâu hoặc đưa vào lò lửa sấy khô, đốt cháy. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng ở đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập địa chỉ www.công an.daklak.gov.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chương trình này vào 8:15 tối Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.